Kim Tiểu Long kêu cứu vì bị tấn công khi thân thiết với con gái Vũ Linh. Mới đây trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Kim Tiểu Long đã livestream bày tỏ sự bức xúc của mình. Anh cho biết anh bị nhiều nick ảo tấn công, chửi mắng thậm tệ, nguyên nhân là vì anh thân thiết với con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là Hùng Loan trong ngày giỗ tổ. Nam nghệ sĩ còn trình bày ca khúc đình đám của mình là thua một người dưng. Kim Tiểu Long phân trần, cả nhà cứu tôi với, tôi đâu có làm gì đâu, đêm qua quậy hết mình luôn cũng bị chửi. Bài thua một người dưng, tôi đã hát mười mấy năm nay. Và đã nổi rồi, các em rất dễ thương, từ Hoa hậu Phương Lê, em Hồng Ni, em Hồng Loan. Mình đi giỗ tổ gặp bạn bè đồng nghiệp với nhau thì mình chụp hình thôi, chẳng lẽ bây giờ tôi chụp hình cũng không cho tôi nữa. Bây giờ gặp các em vui quá, gặp ai tôi cũng chụp, không chỉ riêng Hồng Loan, Phương Lê hay Hồng Ni. Trước đó, con gái của nghệ sĩ Kim Tiểu Long là Mai Ca cũng gặp tình trạng tương tự. Nghệ sĩ Kim Tiểu Long, cô cũng bị nhiều nick ảo tràn vào trang cá nhân xúc phạm nặng nề. Tuy nhiên, Mai Ca vẫn bình tĩnh đáp trả và làm hẳn clip mỉa mai một cách sâu cay. Kể từ ngày nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ra đi, nỗi đau dành cho người ở lại, đặc biệt là người thân của cố nghệ sĩ vẫn khó thể nào vơi được. Hậu tang lễ, nhiều ông mèo về chuyện bản quyền phát sóng trực tiếp trong đám tang, phân chia tài sản các thành viên trong gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan là người liên tục chịu sự chỉ trích từ dư luận. Sau ồn ào, Hồng Loan quay trở lại cuộc sống bình thường, kinh doanh online, trang trải cuộc sống. Tuy vậy, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh liên tục bị mỉa mai, cho rằng lợi dụng tên tuổi của người ba quá cố để bán hàng ngày. Sau đó, cô đã lên tiếng đính chính. Có thể thấy, sau những sóng gió, Hồng Loan đã lấy lại được cân bằng cuộc sống. Song cô vẫn luôn lên tiếng trước những bình luận ảnh hưởng đến danh dự bản thân lẫn người bà quá cố đã gây dựng suốt hàng chục năm qua. Cảm ơn các bạn khán giả đã ghé thăm kênh Xuất Ngoại Tìm Sao. Mời các bạn đăng ký kênh miễn phí để nhận nhiều tin tức về sao Việt. Xin chào và hẹn gặp lại ở những dòng tin tức tiếp theo.